Ăn cơm quỵt tiền. Ê Thấu, ăn không? Có chứ. Mày cho tao hả? Còn lâu. Kẹo anh ta mới từ Sài Gòn mua về đấy. Ngon lắm. Kẹo kiết xác như mày thì đời nào mới được ăn. Thế sao mày còn mời tao ăn không? Tao đang hỏi cái thắng xe của tao có ăn không, chứ tao có mời mày ăn kẹo đâu. Nhà nó giàu sướng thật, còn mình thì tính mấy ngàn mua kẹo còn chẳng có mà ăn, nói gì đến đi xe đạp. Hôm nay mẹ đi chợ xa về muộn, ở nhà còn hai củ khoai lang luộc. Con ăn tạm nha con. Dạ. À mẹ ơi, có chuyện gì thế con? Dạ, mà thôi, mẹ đi chợ đi ạ. À? Thằng bé này, hôm nay có chuyện gì mà ấp ấp úng thế? Nói mẹ nghe xem nào. Không có gì đâu ạ, mẹ cứ đi đi. Thế mẹ đi không muộn nhé. Mình mà xin tiền mua kẹo, thế nào mẹ cũng mắng cho coi. Tại cái thằng Tú, tự nhiên trêu mình. Thôi ra chợ nhìn cho đỡ thèm vậy. Chợ đông thế này mà chẳng có tiền để ăn quà, chán thật. Ôi da, đi đứng phải cẩn thận chứ em. Làm gì mà đi như ma đuổi thế không biết nữa. Ôi tiền, thích quá. Đang lúc thèm kẹo thì nhặt được tiền. Đi mua kẹo thôi. Mẹ nói nhặt được của rơi phải trả lại. Chắc của ông lúc nãy đánh rơi, có nên trả lại không đây? Kệ, anh ấy kiếm tiền dễ mà. 10.000 chắc chẳng thấm vào đâu. Ngon thật, kẹo ngon thật. Vậy là có tiền ăn kẹo mấy ngày luôn, khỏi phải bị trêu nữa. Cút đi, cút ngay cho khuất mắt tao. Không có tiền mà đòi dẫn xác vào ăn hả? Con có tiền thật mà chú. Là anh ấy. Thế tiền của mày đâu? Con có tiền thật, nhưng túi quần con rách, tiền rơi mất rồi. Lại còn nói láo, thứ như mày làm gì có tiền. Tha cho con chú ơi. Đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa. Khôn hồn thì biến đi. Anh ơi, anh có sao không? Anh không có sao, nhưng anh có tiền thật, xui cái đánh rơi mất rồi, đành nhịn đói vậy. Anh cầm lấy mua tạm cái bánh mì mà ăn cho đỡ đói nha. Thôi em giữ lấy mà tiêu, anh cầm tiền của em làm gì? Không, anh phải cầm, nhất định phải cầm. Đây em. Anh ơi, em xin lỗi, em thật là tội, xin lỗi anh nhiều lắm. Công việc danh giá. Lâu lắm rồi hai mẹ con mình mới đi chơi mẹ nhỉ? Ừ, mẹ xin lỗi. Dạo này mẹ hơi bận nên không có nhiều thời gian dành cho con. Đợt này mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhiều hơn nha. Thật không hả mẹ? Tất nhiên rồi. Chị là nhà văn Thu Uyên phải không ạ? Chúng em rất hâm mộ chị. Chị cho em xin chữ ký được không? Ồ, được chứ. Cảm ơn chị. Chào chị. Chào hai bạn. Được mọi người biết đến thật là tuyệt. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một nữ nhà văn tài năng, nhà văn Thu Uyên. Được biết đến như một nhà văn với những tác phẩm, những tiểu thuyết vô cùng ăn khách,
chỉ còn là nhà biên kịch tài năng của bộ phim đang được yêu thích Khu Vườn Trong Nắng, được rất nhiều người mến mộ. Chị có cảm xúc thế nào ạ? Anh quá khen. Tôi thật sự vẫn còn phải học hỏi rất nhiều. Tất cả mọi người tôi gặp, ai ai cũng đáng để tôi học hỏi. Tôi trau dồi thêm vốn sống của mình để có thể viết thêm những câu chuyện từ chính những con người mà tôi đã gặp. Bà ơi, mẹ con trên TV kìa. Ừ. Ước gì sau này lớn lên con cũng sẽ trở thành người nổi tiếng như mẹ, được nhiều người yêu quý và biết tới. Ừ, chỉ cần cháu cố gắng là sẽ làm được điều mình muốn thôi. Hôm qua mình thấy mẹ My trên TV đấy. Thấy á? Chuyện thường ấy mà. Mẹ tớ được lên TV suốt. Mẹ tớ còn vừa nhận được giải nhà văn xuất sắc nữa cơ. Mẹ Vi giỏi thật đấy. Mẹ tớ có nhiều người hâm mộ lắm nhé. Ai gặp cũng muốn xin chữ ký, chụp ảnh. Rồi còn được tặng quà nữa. My thích thật đấy. Có mẹ là người nổi tiếng, được nhiều người biết tới. Ừ, tất nhiên rồi. Sau này tớ sẽ giống như mẹ tớ cho xem. Chắc là thế rồi. Cậu cũng học văn giỏi thế cơ mà. Lại được chọn đi thi học sinh giỏi văn nữa. Phải đấy. Mai sau My thành nhà văn nổi tiếng thì phải cho chúng tớ xin chữ ký đấy nhé. Tất nhiên rồi. Mà hôm nay hình như lớp mình có bạn mới đấy. Nghe nói là con của bác bảo vệ trường. Con bác bảo vệ ư? Thôi quan tâm làm gì. Tớ vào lớp đây. Ơ, chờ chúng tớ với. Mẹ ơi, con được chọn đi thi học sinh giỏi văn đấy. Vậy à, cố lên con nhé. Sau này con sẽ trở thành nhà văn giống mẹ, mẹ nhé. Ở lớp ai cũng ngưỡng mộ mẹ. Mấy bạn con nói, mẹ thường xuất hiện trên TV, trên các trang báo. Mẹ là người của công chúng, mẹ là người giỏi nhất. Ở lớp ai cũng thích chơi với con. Vừa có mẹ là người nổi tiếng, lại vừa học giỏi. Ngay cả bạn mới đến là con của bác bảo vệ trường cũng muốn chơi với con. Nhưng mà con chẳng thích chơi với bạn ấy. Mẹ không giỏi đâu con. Mẹ chỉ là người phụ nữ may mắn. Mẹ thua xa rất nhiều những người mẹ của các bạn con đấy thôi. Không phải đâu mẹ ơi. Mẹ của các bạn con, người thì làm lao công. Có bác bán hàng ngoài chợ, có người làm ngân hàng, cô giáo, công an. Nhưng mà trong lớp không có ai làm nghề nổi tiếng như mẹ. Cho nên các bạn ấy ngưỡng mộ mẹ lắm. Con yêu à. Nhưng mẹ lại ngưỡng mộ những bà mẹ của bạn con. Và mẹ rất xấu hổ về chính bản thân mình đấy. Sao lại thế ạ? Mẹ của các bạn con tuy có người làm những công việc rất đỗi bình thường, nhưng họ biết dạy các con mình biết lắng nghe, biết kính trọng công việc của người khác. Còn mẹ tuy mang tiếng là người cầm bút, nhưng chưa biết cách dạy con mình có tính khiêm tốn, chưa dạy con biết trân trọng những công việc người khác đang làm. Ơ? Thực ra, công việc nào cũng giống nhau cả thôi con. Điều quan trọng là nhân cách và trách nhiệm. Người lao công quét rác cũng có giá trị của công việc quét rác. Chỉ có khác họ nhặt rác bỏ vào thùng để làm sạch môi trường. Công việc cầm bút của mẹ cũng vậy. Mẹ lượm từng chữ giữa những mảnh đời mẹ thấy, xây dựng để tạo ra những cốt truyện thôi con. Cho nên con đừng nghe những lời khen về công việc của mẹ mà coi thường mọi công việc của những người xung quanh là tầm thường, con nhé. Con hiểu rồi ạ. Vậy con cố gắng, mẹ cố gắng, cả hai mẹ con ta cùng phấn đấu, được không? Dạ. Sâu rớm và ốc sên. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa.
ơi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với. Cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá. Những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm. Chúc mừng cậu. Thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá. Mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi. Ồ, những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Sự tích cái chổi. Giá như ngày nào cũng được Ngọc Hoàng mời đến dùng bữa như thế này. Bà đầu bếp của Thiên Đình nấu quá ngon. Tôi cũng ước có được một đầu bếp như thế. Ôi, ngon quá. Ăn thêm tí nữa vậy. Bà ấy lại thế nữa rồi. Bà cứ thế này, Ngọc Hoàng biết được thì sẽ không hay đâu ạ. Ôi dào, nhiều thức ăn thế này. Ăn một chút có sao đâu. Cô cứ bê dần lên đi, tôi ra ngoài lấy ít nước và pha chè. Dạ chào bà, tôi là người giữ ngựa của thần Sét. Tôi qua đây cho con ngựa uống ít nước. Vâng, không sao, ông cứ cho ngựa uống nước đi. Bà để tôi giúp cho. Ông ấy thật tốt bụng. Được rồi đó, bà xách nước về đi. Vâng, cảm ơn ông. Chẳng hay ông ở đây thì ăn uống, nghỉ ngơi thế nào? Tôi chỉ ở đây đợi khi nào thần Sét về thì tôi về nhà ăn cơm sao thôi ạ. Vâng, thế tôi vào làm việc tiếp đây. Tôi có ít thức ăn, ông ăn cho đỡ đói. Ồ, tôi không dám nhận đâu. Ông cứ ăn đi, không có sao đâu. Tôi là đầu bếp của Thiên Đình mà. Ôi, nhìn ngon quá.
Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn ngon thế này. Bình thường tôi chỉ ăn cơm nấm với uống nước lã thôi à. Vậy từ sau tôi lại lấy thức ăn cho ông nhé. Ấy chết, không cần đâu ạ. Bà cho tôi ăn bữa này là được rồi. Không sao đâu mà ông. Bà lại lấy thức ăn đi đâu vậy? Tôi đi ra đây một lúc thôi à. Hôm qua Ngọc Hoàng đã có vẻ nghi ngờ rồi đấy ạ. À? Làm sao Ngọc Hoàng biết được? Nói chung, việc lấy thức ăn như vậy là sai phạm. Nếu... Tôi là người lấy chứ phải cô đâu nhỉ? Cô hãy làm cho tốt việc của cô đi. Thật là bực mình. Ông... Bà vẫn lấy đồ ăn trong triều đình ra cho tôi ư? Tôi cảm ơn ý tốt của bà. Nhưng từ nay đừng có như vậy nữa. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Những điều sai trái thì không nên. Tôi vừa hái ít đào mang cho bà. Thôi tôi về đây. Cảm ơn Ngọc Hoàng đã đãi tiệc. Ngày lâu ngày mới lên thiên đình chơi, chắc chắn ta phải khoản đãi chu đáo chứ. Ta nghe danh đầu bếp tài ba của ngài đã lâu, nay mới có dịp thưởng thức. Nhiều thức ăn ngon thế này, giờ này chắc ông ấy chỉ ăn cơm nấm. Mời ngài dùng bữa. Vâng, mời ngài. Thức ăn này rõ đã có người động đũa. Tất cả các đĩa đều bị bước đi. Gì cơ? Ta chắc chắn phải trừng trị thích đáng. Hạ thần ngàn lần xin lỗi ạ. Gây tội thì phải xử phạt. Ngươi đã lạm dụng việc công để phục vụ lợi ích riêng của mình. Ta xử phạt ngươi trở thành chiếc chổi chuyên quét dọn, làm sạch thức ăn thừa của Dương Gian. Khoan đã thưa Ngọc Hoàng. Vì thương thần mà bà ấy đã lấy trộm thức ăn, vậy xin Ngọc Hoàng xử tội thần. Thưa Ngọc Hoàng, ông ấy không hề. Là tội do thần thưa Ngọc Hoàng. Hừ, bà ta là thủ phạm, còn ông cũng là tòng phạm. Không ai thoát được tội này. Ta sẽ biến hai ngươi thành chổi để các ngươi phải làm việc luôn tay và tìm thức ăn trong rác bẩn. Thưa Ngọc Hoàng, họ tuy phạm lỗi nhưng cũng vì tình nghĩa. Với lại xuống dưới đó lúc nào cũng chăm chỉ. Hay chăng người nên giảm bớt hình phạt cho họ? Vậy thì ta sẽ cho chổi nghỉ ngơi vào 3 ngày Tết. Trong 3 ngày Tết, con người sẽ không phải quét nhà. Từ đó, con người trần gian có thêm một vật dụng là cây chổi quét nhà. Tục lệ không quét nhà trong 3 ngày Tết cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của Ngọc Hoàng để cho cây chổi được nghỉ ngơi. Bọn họ đã hối lỗi, chăm chỉ làm việc. Hãy để họ nghỉ làm vào những ngày Tết đầu năm. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Sói già gian ác. Trời, sói! Lạ thật, sao hôm nay sói không đuổi theo mình nhỉ? Không thể tin được, sói chán thịt rồi sao? Mình phải loan tin vui này cho cả rừng biết mới được. Rằng với lợi chán quá đi mất, là mình không ăn được gì cả, không biết bao giờ mới khỏi đây. Ồ, chào anh sói. Nghe nói anh đã quyết tâm ăn chay. Chúc mừng anh nhé. Cái gì? Ăn chay ư? Anh đừng ngại, chúng tôi biết cả rồi. Chính mắt thỏ trắng thấy anh vứt miếng thịt đi không ăn mà. Tuyệt quá, vậy là từ nay không còn cảnh thú rừng ăn thịt lẫn nhau rồi. Hoan hô sói, hoan hô. Thì ra chúng nó không biết mình bị đau răng. Nhân dịp này, mình phải thân thiện, gần gũi với chúng. Khi chúng không đề phòng, có cơ hội là mình chén luôn. Thật ngại quá, các vị biết cả rồi à. Tôi đã quyết tâm ăn chay rồi, từ giờ chúng ta là bạn nhé. Chà, cuối cùng cũng khỏi rồi. Cái bệnh đầu răng hành hạ mình cả tháng trời. Phải chiều đãi mình một bữa thật thịnh soạn mới được. Bù lại những tháng ngày ăn chay khổ cực.
chào ơi, món ưa thích của mình đây rồi. Đã lâu lắm rồi mình không được ăn. Ồ, cừu non đấy à. Chào các anh. Các anh cũng ra suối uống nước à? Không được, tự nhiên lũ kia lại xuất hiện. Mình đang được tiếng tốt là hiền lành, không bắt nạt kẻ yếu, làm sao có thể hành động trắng trợn thế? Mình phải nghĩ ra kế để danh chính ngôn thuận ăn thịt nó mới được. À, thì ra là mày. Tại mày làm bẩn con suối nên ở đầu nguồn tao không được uống nước mát. Mọi người chứng kiến nhé, nó như thế có đáng xử tội không? Dạ, không phải cháu. Cháu đang ở chỗ thấp, sao có thể làm bẩn nước ở đầu nguồn của bác được? Nó nói cũng phải. Cuối nguồn thì làm sao làm bẩn nước được? Phải đấy anh sói, chúng tôi đang ở cuối nguồn mà. Bây giờ có bọn kia ở đây, làm sao kiếm cớ ăn thịt con cừu này bây giờ? Con cừu kia, đứng lại. Cháu phải về nhà kẻo mẹ cháu mong ạ. Đang nói chuyện với người lớn mà vô phép thế à? Đấy, mọi người xem nó có láo không? Lão sói hôm nay làm sao thế nhỉ? Cháu à, tao nhớ rồi. Năm ngoái bố tao bị mày mắng, giờ tao phải rửa hận thay cho bố tao. Chắc bác nhầm cháu với ai rồi. Năm ngoái cháu đã ra đời đâu? Thì đúng rồi, cừu non mới được 3 tháng tuổi mà. Chắc anh nhầm rồi. Thôi, bỏ qua cho cháu nó về đi. Mà việc quái gì phải nghĩ này nọ cho mệt. Cừu ngon đã đến tận mồm, còn vong vo làm gì? Thôi, về đi cừu ơi. Về là về thế nào? Tao đang thèm thịt đây. Thế chúng mày vẫn tưởng tao ăn chay à? Ôi. Đúng là mưu mô của kẻ ác. Tội nghiệp cừu non quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.